Đại ca, chúng ta làm gì với hắn đây? Tên này chúng ta sẽ cho về doanh trại đi. Cái gì? Cho hắn về doanh trại làm gì? Mày bị điên hả Hải? Mày mới là thằng ngu ấy Huy ạ. Tên này ta nghĩ là có giá trị đấy. Đại ca, xe em đã chuẩn bị xong rồi, chúng ta đi thôi. Đấy, ok. Ta xem nào. Tên này có vẻ là thả ra. Làm sao mà. Thôi chúng ta đi thôi. Kệ cha nó. Để tao cất cái túi tiền này đã. Mất cái túi này chết dở thôi. Từ đây về chỗ doanh trại có vẻ là khá xa đấy. Tao sợ trên đường chúng ta sẽ gặp bất trắc gì. Người lo xa rồi. Không có việc gì xảy ra đâu. Hy vọng là thế. Người bê hắn lên đi. Nhét luôn vào trong cốp thùng xe luôn. Được rồi. Chứ chẳng lẽ người định cho nó lên nóc sao? Anh em đi thôi. Đây được rồi. Rồi nha, chúng ta đi thôi. Lên đường. Ok. Nhanh lên nào ông bạn. Chúng ta không có nhiều thời gian đâu. Cứ từ từ bình tĩnh đi. Làm gì mà vội thế. Theo suy đoán của tao ấy, thì buổi đêm này bọn cơ động với bọn giao thông làm căng lắm. Mọi người chú ý nha. Chúng ta đã có một số lệnh. Theo chuyên đề của sếp bàn giao xuống thì chúng ta phải cố gắng kiểm tra cái tuyến đường này. Nhưng mà có vẻ là cũng không có gì khả quan lắm đâu. Này, chúng ta di chuyển chốt khác đi. Ok anh em ơi, lên đường. Lên xe đi ông bạn ơi. Từ từ đã. Rồi mọi người cứ đi đi nhá. Chúng tôi sẽ để lại một số đồng chí ở đây. Ok. Đi cẩn thận đó. Yên tâm. Này ông bạn. Có vẻ như bọn giao thông này. Cứ đi bình thường thôi. Đừng để gây sự chú ý đến bọn chúng chứ. Thì vẫn đang đi bình thường mà. Ồ, bọn chúng đang đi tuần này. Vãi chờ. Làm sao mà chúng có thể tự ý dừng xe của chúng ta được nếu mà không có dấu hiệu gì. Xem nào. Thôi, để tôi tăng tốc vượt nhá. Đi cẩn thận đấy. Nếu mà quá tốc độ là kiểu gì cũng bị ấy lại đấy. Sao? Tăng tốc nào, vượt qua thôi. Ok, thoát rồi nha. Chúng ta phải đi tuần tra trên các tuyến đường cạnh biên giới để phòng chúng có một số hàng vận chuyển qua biên giới trái phép. Chúng ta sẽ bắt giữ. Ok anh ơi. Này, đại ca vừa thông báo là chúng ta chuẩn bị có bộ biên phòng đến đấy. Cất hết vũ khí đi, rõ chưa? Ok. Tùy cơ ứng biến nha. Dạ vâng. Mọi người, đi theo tôi. Xin chào các anh. Sau khi đi tuần tra quanh một vòng ở đây thì chúng tôi thấy doanh trại của các anh có một số điểm đáng ngờ. Chúng tôi vào kiểm tra có được không? Tôi chỉ là lính ở đây thôi. Tôi sẽ gọi cho đại ca của tôi ra để giải quyết vấn đề với các anh. Này, chúng tôi chỉ vào kiểm tra một chút thôi mà, không có gì đâu. Tôi đây. À đại ca. Các anh cứ bình tĩnh. Sorry các anh nha. Nãy bọn đàn em của tôi có gì thất kính với hội anh thì mong anh bỏ qua cho. Anh em ơi, mở cửa đây. Thôi. Ok nha, mày các anh vào.
Anh em, mở cửa. Rồi anh ơi, tụi anh cứ thoải mái mà khám xét. Tụi em cũng không có gì đâu. Chỗ bọn em đang trồng ít hoa quả thôi mà. Rồi, mọi người lên xe đi. Chúng ta sẽ vào trong đây tuần tra một vòng. Nếu có bất kỳ dấu hiệu đáng ngờ nào, chúng tôi sẽ lập tức bắt giữ các anh. Trời ơi, bọn em không làm gì sai phạm đâu. Rồi, cứ đấy ở đấy đợi đi. Ai xa, trong này rộng quá nhỉ. Wow, có vẻ như chỗ này là cũng không có gì lắm, không có gì bất thường. Oh, quanh khu này chắc là có một số buôn, chỗ này là buôn làng chài, đánh bắt cá. Cũng không có gì gọi là có những dấu hiệu đáng ngờ ở đây. Thôi chúng ta ra thôi. Đại ca, đại ca không sợ bọn kia có gì phát hiện ra? Tao đã sắp xếp hết tất cả rồi. Ô, xin chào anh. Này, tôi về đây. Ôi, các anh đi mạnh khỏe nhá. Không hẹn gặp lại. Bye bye. Đang đâu đang nành, đang yên đang nành thì tự nhiên lại đến kiểm tra nữa. Rách việc thật đấy. Anh em nhá, bảo vệ tốt cho cái chốt này, đừng để ai, bất kỳ một ai xa lạ xâm nhập vào đây, nhớ chưa? Rõ. Rồi đại ca, xe đã chuẩn bị xong rồi, mời đại ca theo lên em chở đại ca ơi. Ok, đi thôi. Ta sẽ quay lại chỗ xưởng sản xuất. Đại ca đến này. Mời đại ca xuống ạ. Ok, theo ta. Rõ đại ca. Ô, đại ca. Tôi chào đại ca nha. Tôi chào đại ca. Hai người làm việc tốt không đấy? Em vẫn làm tốt mà đại ca. Hai mọi người đều tay vào nha. Làm sai một ly thôi là hỏng đấy. Chỗ đây làm ăn thế nào rồi? Dự vẫn bình thường thôi sếp. Chỗ này bọn em đã làm khoảng tầm 10.000 tấn rồi. Cái gì? Nhiều vậy cơ? Tất nhiên rồi anh. Đám ma túy này chúng ta sẽ định giao cho đầu mối nào đây? Điều này ta còn đang chờ tên Huy với cả tên Hải về đã. Chuyện đó chúng ta tính sau. Ok đại ca ơi, làm việc tiếp đi. Ta sẽ lên trên kia để xem anh em thế nào. Vâng đại ca. Chúng mày đi thôi. Ok đại ca ơi, làm tốt nhiệm vụ nha. Rõ thưa đại ca. Ok, đừng để đứa nào biến mảng đến đây đấy. Rõ thưa đại ca. Đại ca, để em lái cho. Thôi khỏi, để ta lái cho nhanh. Đợi cái người này ma lên mình. Ok đại ca ơi. Lên xe đi. Nhanh chóng lên. Rõ thưa đại ca. Cậu. Đây rồi. Này, mấy tên kia, phơi quần đồ cho tốt đấy. Kiểm tra chất lượng cho kỹ vào. Rõ rồi, tôi chỉ huy. Đây, bón cây cho kỹ vào. Tưới nước đều đi. À, em chào đại ca. À, làm việc có tốt không đấy? Ơi, đại ca yên tâm, chỗ này bọn em chỉ huy rất là tốt luôn đấy. Rồi, ngươi có món đồ gì ấy? Đây là phóng lợn thưa đại ca. Ái xà, nhìn có vẻ được ấy nhở. Ta phang thử vào mặt ngươi nhá. Thôi đại ca, em xin đại ca đấy. Ổn đấy nhở.
Cái này mang dọa trẻ con cũng được đấy. Ôi đại ca, chỗ này vũ khí này nguy hiểm đấy đại ca. Thôi này, trả ngươi. Dạ em cảm ơn đại ca. Xem nào, mọi người làm ăn thế nào? Khỏe cả chứ? Dạ khỏe thế đại ca. Yếu đại ca đuổi việc bọn em à? Đúng là bọn người biết điều đấy. Đó. Chỗ cây có sâu đại ca. Sâu thì ngươi vặt đi. Chỗ này có khi phun chỗ thuốc trừ sâu ấy nhỉ. Ôi đại ca, chỗ này phun thuốc trừ sâu có khi bọn kia hút mà chết ngộ độc thuốc trừ sâu ấy đại ca. Vậy à? Thôi rồi. Này, làm việc cho tốt nhá. Dạ, em hiểu rồi đại ca. Bọn ta về đây. Ok. Ta sẽ về doanh trại. Chờ tụi Huy với Hải về. Mau lên, mấy tên kia. Rõ thế đại ca. Quá là một ngày mệt mỏi. May là bọn biên phòng không phát hiện ra mấy chỗ này. Lúc nãy các người chùm bạt lên đúng không? Đó, đúng rồi đại ca. Chú mày, hình như đại ca về. Ờ, chắc chắn rồi. Ô, tránh ra cho đại ca vào đi. À, đại ca không vào luôn à? Rồi, chào mấy thằng cu. Ở đây có việc gì xảy ra không? Bất thường xảy ra không? Không có gì đâu. Ờ, này, mấy người cất xe đi cho ta. Vâng thưa đại ca. Này, các người đã thấy tên Huy với tên Hải về chưa? Em chưa thấy gì đại ca. Ai xài, mấy tên này đi lâu quá nhỉ. Ta cũng đang hóng xem là tình hình thế nào. Ơ kìa, lão đại, lão đại ra đây làm gì vậy? Ôi xài, ta đang đợi ngươi về mà. Thấy con hàng mới của ta ngon không? Trời, cũng được đấy đại ca. Lão đại, tên Huy với tên Hải có vẻ như sắp về đến nơi rồi đấy. Ờ, ta cũng đoán thế. Chúng ta xem mối hàng này có gì. Này, chúng ta sắp về đến nơi rồi đấy. Ờ, may mà không có gì bất chắc xảy ra đấy. Ơ, sao? Ok, bọn công an này cùi lắm, làm sao mà bắt được chúng ta. Người đừng khinh thường bọn công an. Hôm nay lần này trốn được cũng là may mắn đấy. À, xe nào đây? Ồ, xe của Hải với Huy sao? Hello đại ca, bọn em đã quay trở về rồi đấy. Tức tốc đến báo với đại ca đây. À xà, khá quá nhỉ. Thế nào, tiền đâu? Đây thưa đại ca. À, được đấy. Bọn em còn một món đồ nữa đấy đại ca. Đồ gì vậy? Ôi trời, đẹp đính kèm luôn đại ca. Đại ca đợi chút. Đây thưa đại ca ơi, bọn em mới bắt được tên này. Tên này là đàn em của trợ lý đắc lực của lão Huy. Nhưng mà có tên này dám đánh bọn em nên bọn em túm về đây. Cái gì? Sao nghệ mang hắn về đây? Mà nó còn đàn em lão Huy nữa. À, thì ra là ngươi à. Tại sao nghệ trói tên hắn lại vậy? Hắn là khách hàng của chúng ta cơ mà. Ơ kìa đại ca, tại bọn nó đánh em đấy. Tại nó đánh em đấy. Mày này, ngu nó vừa thôi chứ. Xin lỗi đại ca. Hey, người anh em đứng dậy đi. Có sao không? Ơ, cảm ơn đại ca. Em chỉ là một tên đàn em của anh Hưng thôi. Người là khách hàng của chúng ta mà. Ngươi về báo anh Hưng. À thôi, thôi được rồi, ngươi vào đây. Chúng ta có một số việc để bàn chuyện với ngươi đấy. Nào, cảm ơn đại ca. Sắp tới thì bên anh Hưng cũng muốn giao dịch với bọn bên anh ấy. Anh em, đóng cổng, canh gác cho cẩn thận. Vào chuẩn bị đồ, tiếp đãi khách. Rõ thưa đại ca. Theo
theo tôi. Vâng, lão đại, chúng ta đi thôi. Ok. Này, nghe nói đại ca cậu cũng khá là nghiêm chỉnh đấy nhỉ? Dạ vâng. Trước đại ca của em giao dịch đấy, trước đại ca của em nói là nếu mà các anh không ra mặt ấy thì đại ca sẽ không làm việc nữa, bởi vì đại ca không muốn làm việc với hội đàn em của anh. Sao lại có việc như vậy? Vậy sắp tới các ngươi định lấy bao nhiêu bánh? Dạ, chỗ bọn em thì theo anh Hưng ấy thì anh Hưng sẽ lấy thêm 1.000 bánh nữa. Tên này có vẻ tin tưởng được đấy đại ca. Chuyện đấy còn tùy thuộc vào thái độ. Thôi được rồi, ta cũng sẽ chuẩn bị hàng cho ngươi cho mối giao dịch tiếp theo. Ok đại ca. Còn vụ đại đàn em của anh đánh em thì sao nhỉ?